Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 32. Dân sự thấy Môi-se ở trên núi chậm xuống bèn nhóm lại chung quanh A-rôn mà nói rằng: Nào, hãy làm các thần để đi trước mặt chúng tôi đi, vì về phần Môi-se này là người đã dẫn chúng tôi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, chúng tôi chẳng biết điều chi đã xảy đến cho người rồi. A-rôn đáp rằng: Hãy lột những vòng vàng đeo nơi tai vợ, con trai và con gái các ngươi đi, rồi đem lại cho ta. Hết thảy đều lột vòng vàng nơi tai mình mà đem lại cho A-rôn. Người nhận lấy nơi tai họ và dùng đục làm thành một bò con đúc. Dân chúng nói rằng: Hỡi Israel, này là các thần của ngươi đã đem ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô. A-rôn thấy vậy bèn lập một bàn thờ trước mặt tượng bò đó. Đoạn người la lên rằng: Sáng mai sẽ có lễ tôn trọng Đức Giê-hô-va. Sáng mai dân chúng bèn thức dậy sớm, dâng các của lễ thiêu và của lễ thụ ân, ngồi mà ăn uống, đoạn đứng dậy mà vui chơi. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Hãy xuống đi, vì dân mà ngươi đưa ra khỏi xứ Ê-díp-tô đã bại hoại rồi. Vội bỏ đạo ta truyền dạy, đúc một con bò tơ, mọp trước tượng bò đó và dâng của lễ cho nó mà nói rằng: Hỡi Israel, đây là các thần đã dẫn ngươi lên khỏi xứ Ê-díp-tô. Đức Giê-hô-va cũng phán cùng Môi-se rằng: Ta đã xem thấy dân này, kìa là một dân cứng cổ. Vả, bây giờ hãy để mặc ta làm, hầu cho cơn thạnh nộ ta nổi lên cùng chúng nó, diệt chúng nó đi, nhưng ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn. Môi-se bèn nài xin Giê-hô-va Đức Chúa Trời người rằng: Lạy Đức Giê-hô-va, sao nổi thạnh nộ cùng dân Ngài, là dân mà Ngài đã dùng quyền lớn lao mạnh mẽ đưa ra khỏi xứ Ê-díp-tô? Sao để cho người Ê-díp-tô nói rằng Ngài đưa chúng nó ra khỏi xứ đặng làm hại cho, giết đi tại trong núi cùng diệt chúng nó khỏi mặt đất? Cầu xin Chúa hãy nguôi cơn giận và bỏ qua điều tai họa mà Ngài muốn giáng cho dân Ngài. Xin Chúa hãy nhớ lại Abraham, Isaac, Israel là các tôi tớ Ngài, mà Ngài có chỉ mình thề cùng họ rằng: Ta sẽ thêm dòng dõi các ngươi lên nhiều như sao trên trời. Ta sẽ ban cho dòng dõi đó cả xứ mà ta chỉ phán, và họ sẽ được xứ ấy làm cơ nghiệp đời đời. Đức Giê-hô-va bèn bỏ qua điều tai họa mà Ngài nói rằng sẽ giáng cho dân mình. Đoạn Môi-se ở trên núi trở xuống, tay cầm hai bản chứng. Hai bản chứng đó có viết hai bên, mặt này và mặt kia. Hai bản đó là việc của Đức Chúa Trời làm ra, chữ cũng là chữ của Đức Chúa Trời khắc trên bản. Vả, Giô-suê nghe dân chúng la lên bèn nói cùng Môi-se rằng: Trong trại quân có tiếng chiến đấu. Môi-se đáp rằng: Chẳng phải tiếng kêu về thắng trận, cũng chẳng phải tiếng kêu về thua trận, nhưng ta nghe tiếng kẻ hát. Khi đến gần trại quân, Môi-se thấy bò con và sự nhảy múa bèn nổi giận, liệng hai bản chứng khỏi tay mình, bể ra nơi chân núi. Đoạn lấy bò con của chúng đã đúc đem đốt trong lửa, rồi nghiền cho đến thành ra bụi, rải trên mặt nước và cho dân Israel uống. Môi-se bèn nói cùng A-rôn rằng: Dân này làm chi anh mà anh xui cho chúng phạm tội nặng dường ấy? A-rôn đáp rằng: Xin Chúa tôi đừng nổi giận. Chúa biết rằng dân này chuyên làm điều ác. Họ có nói cùng tôi rằng: Hãy làm các thần đi trước chúng tôi, vì về phần Môi-se này là người đã dẫn chúng tôi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, chúng tôi chẳng biết có điều chi xảy đến cho người rồi. Tôi bèn nói cùng chúng rằng: Ai có vàng hãy lột ra. Họ bèn đưa cho tôi bỏ vào lửa, và bởi đó thành ra bò con này. Vả, Môi-se thấy dân sự buông lung, vì A-rôn để họ buông lung, đến nỗi bị sỉ nhục trong vòng các thù nghịch, thì người đứng nơi cửa trại quân mà nói rằng: Ai thuộc về Đức Giê-hô-va hãy đến cùng ta đây. Hết thảy người Lê-vi đều nhóm lại gần bên người. Người truyền cho họ rằng: Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của Israel có phán như vậy: Mỗi người trong các ngươi hãy đeo gươm bên mình, đi qua đi lại trong trại quân, từ cửa này đến cửa kia,
và mỗi người hãy giết anh em, bạn hữu và kẻ lân cận mình. Dân Lê-vi bèn làm y như lời Môi-se. Trong ngày đó có chừng 3.000 người bị chết. Vả, Môi-se đã truyền rằng: Ngày nay, mỗi người trong vòng các ngươi hãy dâng tay mình cho Đức Giê-hô-va, chẳng xá chi đến con trai hay là anh em mình, hầu cho các ngươi được ơn phước vậy. Ngày mai Môi-se nói cùng dân sự rằng: Các ngươi đã phạm một tội rất trọng. Xong, bây giờ ta lên đến Đức Giê-hô-va, có lẽ ta sẽ được chuộc tội các ngươi chăng? Vậy, Môi-se trở lên đến Đức Giê-hô-va mà thưa rằng: Ôi, dân sự này có phạm một tội trọng, làm cho mình các thần bằng vàng. Nhưng bây giờ, xin Chúa tha tội cho họ. Bằng không, hãy xóa tên tôi khỏi sách Ngài đã chép đi. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Kẻ nào phạm tội cùng ta, ta sẽ xóa nó khỏi sách ta. Bây giờ hãy đi dẫn dân sự đến nơi ta đã chỉ phán. Này, thiên sứ ta sẽ đi trước ngươi, nhưng ngày nào ta hình phạt thì sẽ phạt tội chúng nó. Đức Giê-hô-va hình phạt dân sự là vậy, vì dân sự là gốc phạm về tượng bò vàng mà A-rôn đã làm ra. Chương 33. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Này, ngươi cùng dân sự mà ngươi đã dẫn ra khỏi xứ Ai Cập, hãy từ đây đi lên xứ ta đã thề ban cho Abraham, Isaac và Jacob rằng ta sẽ ban xứ đó cho dòng dõi ngươi. Ta sẽ sai một thiên sứ đi trước ngươi và sẽ đuổi dân Canaan, dân Amorit, dân Hethit, dân Pherezit, dân Hevit và dân Jebusit, đặng đưa các ngươi vào xứ đượm sữa và mật. Nhưng ta không cùng lên với ngươi đâu, vì ngươi là dân cứng cổ, e ta diệt ngươi dọc đường chăng? Khi dân sự nghe lời hăm này, bèn đều để tan, không ai đeo đồ trang sức hết. Vì Đức Giê-hô-va đã phán cùng Môi-se rằng: Hãy nói cùng dân Israel, các ngươi là dân cứng cổ, nếu ta cùng lên với các ngươi chỉ trong một lúc, thì ta sẽ diệt các ngươi. Vậy bây giờ, hãy cất đồ trang sức trong mình ngươi đi, đặng ta biết liệu đãi ngươi cách nào. Thế thì, từ núi Horeb, dân Israel đã lột các đồ trang sức mình. Môi-se lấy trại, đem dựng xa ra ngoài trại quân gọi là hội mạc. Phàm ai muốn cầu khẩn Đức Giê-hô-va thì ra đến hội mạc ở ngoài trại quân. Vừa khi Môi-se ra đến trại thì cả dân sự trỗi dậy, mỗi người đứng nơi cửa trại mình ngó theo Môi-se cho đến khi nào người vào trong trại rồi. Vừa khi người vào đó thì trụ mây giáng xuống dừng tại cửa trại, và Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se. Cả dân sự thấy trụ mây dừng tại cửa trại, bèn đứng dậy, rồi mỗi người đều sấp mình xuống nơi cửa trại mình. Đức Giê-hô-va đối diện phán cùng Môi-se như một người nói chuyện cùng bạn hữu mình. Đoạn Môi-se trở về trại quân, còn kẻ hầu trẻ của người tên là Giô-suê, con trai của Nun, không ra khỏi trại. Môi-se thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: Này, Chúa phán cùng chúng tôi rằng: Hãy đem dân sự này lên. Song Chúa chẳng cho tôi biết Chúa sai ai đi cùng tôi. Vả, Chúa có phán rằng: Ta biết ngươi vì danh ngươi, và ngươi được ơn trước mặt ta. Vậy bây giờ, nếu tôi được ơn trước mặt Chúa, xin cho tôi biết đường của Chúa, để cho tôi biết Chúa và được ơn trước mặt Ngài. Xin cũng hãy nghĩ rằng dân này là dân của Ngài. Đức Giê-hô-va đáp rằng: Chính mình ta sẽ đi cùng ngươi, và ta sẽ cho ngươi an nghỉ. Môi-se thưa rằng: Nếu chính mình Ngài chẳng đi, xin đừng đem chúng tôi lên khỏi đây. Lấy cớ chi mà người ta sẽ biết rằng tôi cùng dân sự Ngài được ơn trước mặt Ngài? Có phải khi nào Ngài cùng đi với chúng tôi chăng? Thế thì tôi cùng dân sự Ngài sẽ được phân biệt với muôn dân trên mặt đất. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Ta sẽ làm điều ngươi cầu xin ta, vì ngươi được ơn trước mặt ta, và ta biết ngươi bởi danh ngươi vậy. Môi-se thưa rằng: Tôi xin Ngài cho tôi xem sự vinh hiển của Ngài. Đức Giê-hô-va phán rằng: Ta sẽ làm cho các sự nhân từ ta phát ra trước mặt ngươi. Ta hô danh Giê-hô-va trước mặt ngươi.
Làm ơn cho ai, ta muốn làm ơn, và thương xót ai, ta muốn thương xót. Ngài lại phán rằng, ngươi sẽ chẳng thấy được mặt ta, vì không ai thấy mặt ta mà còn sống. Đức Giê-hô-va lại phán, đây, có một chỗ gần ta, ngươi hãy đứng trên hòn đá. Khi sự vinh hiển ta đi ngang qua, ta sẽ để ngươi trong bọng đá, lấy tay ta che ngươi, cho đến chừng nào ta đã đi qua rồi. Ta sẽ rút tay lại, và ngươi thấy phía sau ta, nhưng thấy mặt ta chẳng được. Chương 15. Hỏi anh em, tôi nhắc lại cho anh em tin lành mà tôi đã rao giảng và anh em đã nhận lấy, cùng đứng vững vàng trong đạo ấy. Và nhờ đạo ấy, anh em được cứu rỗi, miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho. Bằng không, thì anh em dầu có tin cũng vô ích. Và trước hết tôi đã dạy anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh. Ấy là Đấng Christ đã chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh. Và Ngài đã hiện ra cho Sê-pha, sau lại hiện ra cho 12 sứ đồ. Rồi đó, cùng trong một lần, Ngài hiện ra cho hơn 500 anh em xem thấy. Phần nhiều người trong số ấy hiện bây giờ còn sống, nhưng có mấy người đã ngủ rồi. Đoạn, Ngài hiện ra cho Gia-cơ, rồi cho các sứ đồ. Rốt lại, sau những người ấy, Ngài cũng hiện ra cho tôi xem như cho một thai sanh non vậy. Vì tôi là rất hèn mọn trong các sứ đồ, không đáng gọi là sứ đồ, bởi tôi đã bắt bớ hội thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng tôi nay là người thế nào là nhờ ơn Đức Chúa Trời, và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy. Trái lại, tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác, nhưng nào phải tôi, bèn là ơn Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi. Ấy vậy, dầu tôi, dầu các người khác, đó là điều chúng tôi giảng dạy và là điều anh em đã tin. Và nếu giảng dạy rằng Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, thì sao trong anh em có kẻ nói rằng những kẻ chết chẳng sống lại? Nếu những kẻ chết không sống lại, thì Đấng Christ cũng đã chẳng sống lại nữa. Lại nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì sự giảng dạy của chúng tôi ra luống công và đức tin anh em cũng vô ích. Lại, nếu kẻ chết quả thật không sống lại, thì Đức Chúa Trời đã chẳng khiến Đấng Christ sống lại, mà chúng tôi đã làm chứng trái với Đức Chúa Trời rằng Ngài đã làm cho Đấng Christ sống lại. Đó là chúng tôi làm chứng dối cho Đức Chúa Trời. Vì nếu kẻ chết chẳng sống lại, thì Đấng Christ cũng đã chẳng sống lại nữa. Và nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì đức tin anh em cũng vô ích. Anh em còn ở trong tội lỗi mình. Vậy những kẻ ngủ trong Đấng Christ cũng phải hư mất đời đời. Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời này mà thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết. Nhưng bây giờ Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Và vì chưng bởi một người mà có sự chết, thì cũng bởi một người mà có sự sống lại của những kẻ chết. Như trong Adam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại, nhưng mỗi người theo thứ tự riêng của mình. Đấng Christ là trái đầu mùa, rồi tới ngày Đấng Christ đến, những kẻ thuộc về Ngài sẽ sống lại. Kế đó, cuối cùng sẽ đến là lúc Ngài sẽ giao nước lại cho Đức Chúa Trời là Cha, sau khi Ngài đã phá diệt mọi đế quốc, mọi quyền cai trị và mọi thế lực, vì Ngài phải cầm quyền cho đến chừng đặt những kẻ thù nghịch dưới chân mình. Kẻ thù bị hủy diệt sau cùng, tức là sự chết. Và Đức Chúa Trời đã để muôn vật dưới chân Ngài, mà đã nói rằng muôn vật phục Ngài, thì chắc phải trừ ra Đấng làm cho muôn vật phục Ngài. Khi muôn vật đã phục Ngài, thì bây giờ chính mình con sẽ phục Đấng đã làm cho muôn vật phục mình, hầu cho Đức Chúa Trời làm muôn sự trong muôn sự. Bằng chẳng vậy, những người vì kẻ chết chịu phép báp têm sẽ làm chi? Nếu kẻ chết quả thật không sống lại, thì sao họ vì những kẻ ấy mà chịu phép báp têm? Lại sao chính mình chúng tôi giờ nào cũng ở trong sự nguy hiểm? Hỏi anh em, tôi chết hàng ngày, thật cũng như anh em là sự vinh hiển cho tôi trong Đức Chúa Jesus Christ là Chúa chúng ta. Nếu tôi theo cách loài người mà đã đánh cùng các loài thú ở thành Ephesus,
thì có ích gì cho tôi? Nếu kẻ chết chẳng sống lại, thì hãy ăn, hãy uống, vì ngày mai chúng ta sẽ chết. Anh em chớ mắc lừa, bạn bè xấu làm hư thói nết tốt. Hãy tỉnh biết theo cách công bình và chớ phạm tội, vì có người không biết Đức Chúa Trời chút nào. Tôi nói vậy để anh em hổ thẹn. Nhưng có kẻ sẽ nói rằng, người chết sống lại thế nào? Lấy xác nào mà trở lại? Hỡi kẻ dại kia, vật gì ngươi gieo, nếu không chết đi trước đã thì không sống lại được. Còn như vật ngươi gieo, ấy không phải là chính hình thể sẽ sanh ra, chẳng qua là một cái hột, như hột lúa mì hay là hột giống nào khác. Đức Chúa Trời cho nó hình thể tùy ý Ngài lấy làm tốt. Mỗi một hột giống cho một hình thể riêng. Mọi xác thịt chẳng phải là đồng một xác thịt, nhưng xác thịt loài người khác, xác thịt loài thú khác, loài chim khác, loài cá khác. Lại cũng có hình thể thuộc về trời, hình thể thuộc về đất. Nhưng vinh quang của hình thể thuộc về trời với vinh quang của hình thể thuộc về đất thì khác nhau. Vinh quang của mặt trời khác, vinh quang của mặt trăng khác, vinh quang của ngôi sao khác, vinh quang của ngôi sao này với vinh quang của ngôi sao kia cũng khác. Sự sống lại của kẻ chết cũng như vậy. Thân thể đã gieo ra là hay hư nát, mà sống lại là không hay hư nát. Đã gieo ra là nhục, mà sống lại là vinh. Đã gieo ra là yếu, mà sống lại là mạnh. Đã gieo ra là thể huyết khí, mà sống lại là thể thiêng liêng. Nếu đã có thể huyết khí thì cũng có thể thiêng liêng. Ấy vậy, có lời chép rằng, người thứ nhất là Adam đã nên linh hồn sống. Adam sau hết là thần ban sự sống. Nhưng chẳng phải thể thiêng liêng đến trước, ấy là thể huyết khí, rồi thể thiêng liêng đến sau. Người thứ nhất bởi đất mà ra là thuộc về đất. Người thứ hai bởi trời mà ra. Người thuộc về đất thế nào thì những kẻ thuộc về đất cũng thế ấy. Người thuộc về trời thế nào thì những kẻ thuộc về trời cũng thế ấy. Như chúng ta đã mang ảnh tượng của người thuộc về đất thì chúng ta cũng sẽ mang ảnh tượng của người thuộc về trời. Hỡi anh em, tôi đoán quyết rằng thịt và máu chẳng hưởng nước Đức Chúa Trời được, và sự hay hư nát không hưởng sự không hay hư nát được. Này là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em. Chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa. Trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót, vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa. Và thể hay hư nát này phải mặc lấy sự không hay hư nát, và thể hay chết này phải mặc lấy sự không hay chết. Khi nào thể hay hư nát này mặc lấy sự không hay hư nát, thể hay chết này mặc lấy sự không hay chết, thì được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng. Hỡi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Cái nọc sự chết là tội lỗi, sức mạnh tội lỗi là luật pháp. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng nhờ Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động. Hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Chương 16. Về việc góp tiền cho thánh đồ, thì anh em cũng hãy theo như tôi đã định liệu cho các hội thánh xứ Galati. Cứ ngày đầu tuần lễ, mỗi một người trong anh em khá tùy sức mình, chắc lót được bao nhiêu thì để dành tại nhà mình, hầu cho khỏi đợi khi tôi đến rồi mới góp. Khi tôi đến, tôi sẽ sai những kẻ mà anh em đã chọn cầm thơ tôi đi, đặng đem tiền bố thí của anh em đến thành Jerusalem. Ví bằng việc đáng chính mình tôi phải đi, thì những kẻ ấy sẽ đi với tôi. Vậy, tôi sẽ đến cùng anh em sau khi ghé qua xứ Macedon, vì tôi phải ghé qua xứ Macedon. Có lẽ tôi trú lại nơi anh em, hoặc cũng ở trọn mùa đông tại đó nữa, để anh em đưa tôi đến nơi tôi muốn đi. Lần này
Tôi chẳng muốn chỉ gặp anh em trong khi ghé qua mà thôi. Nếu Chúa cho phép, thì tôi rất mong ở cùng anh em ít lâu. Nhưng tôi sẽ ở lại thành Ephesus cho đến lễ ngũ tuần, vì tại đó có một cái cửa lớn mở toang ra cho công việc tôi, lại có nhiều kẻ đối địch. Nếu Timôthê đến thăm anh em, hãy giữ cho người khỏi sợ sệt gì trong anh em, vì người cũng làm việc cho Chúa như chính mình tôi vậy. Nên chớ có ai khinh người. Hãy đưa người đi về bình an, hầu cho người đến cùng tôi, vì tôi đương đợi người đồng đến với anh em. Còn những anh em chúng ta là Apollo, tôi thường cố khuyên người đi với anh em đây mà đến cùng các anh em. Nhưng hiện nay người chắc chưa khứng đi. Người sẽ đi trong khi có dịp tiện. Anh em hãy tỉnh thức, hãy vững vàng trong đức tin, hãy dốc chí trượng phu và mạnh mẽ. Mọi điều anh em làm, hãy lấy lòng yêu thương mà làm. Hỏi anh em, còn một lời dặn nữa. Anh em biết rằng nhà Sê-pha-na là trái đầu mùa của xứ A-chai, và biết rằng nhà ấy hết lòng hầu việc các thánh đồ. Vậy, hãy kính phục những người thể ấy, và kính phục cả mọi người cùng làm việc, cùng khó nhọc với chúng ta. Sê-pha-na, Phốt-tu-na và A-chai-cơ đến đây, tôi lấy làm vui mừng lắm. Các người ấy đã bù lại sự anh em thiếu thốn, vì các người ấy đã làm cho yên lặng tâm thần của tôi và của anh em. Hãy biết quý trọng những người dường ấy. Các hội thánh ở xứ A-si chào thăm anh em. Aquila và Berisin gửi lời chào anh em trong Chúa. Hội thánh hiệp trong nhà hai người ấy cũng vậy. Hết thảy anh em đây chào thăm các anh em. Hãy lấy cái hôn thánh mà chào nhau. Tôi là Phao-lô, chính tay tôi viết chào thăm anh em. Bằng có ai không kính mến Chúa thì phải bị anathem. Maranatha. Nguyện xin ơn của Đức Chúa Giêsu Christ ở với anh em. Lòng yêu thương của tôi ở với hết thảy anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Thi Thiên 12. Đức Giê-hô-va ơi, xin cứu chúng tôi, vì người nhân đức không còn nữa, và kẻ thành tín đã mất khỏi giữa con loài người. Chúng đều dùng lời dối trá mà nói lẫn nhau, lấy môi vua nịnh và hai lòng mà trò chuyện nhau. Đức Giê-hô-va sẽ diệt hết thảy các môi vua nịnh và lưỡi hay nói cách kiêu ngạo, tức là kẻ nói rằng nhờ lưỡi mình chúng ta sẽ được thắng, môi chúng ta thuộc về chúng ta, ai là chúa của chúng ta. Nhưng vì người khốn cùng bị hà hiếp và kẻ thiếu thốn rên xiết, Đức Giê-hô-va phán: bây giờ ta sẽ trỗi dậy, đặt người tại nơi yên ổn là nơi người mong muốn. Các lời Đức Giê-hô-va là lời trong sạch, dường như bạc đã thét trong nồi giót bằng gốm luyện đến 7 lần. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ gìn giữ các người khốn cùng, hằng bảo tồn họ cho khỏi dòng dõi này. Khi sự hèn mạc được đem cao lên giữa loài người, thì kẻ ác đi dạo quanh tứ phía. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian.
Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.